Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức nha. Tin tức ngày 28 tháng 11. Bảo Thi khoe nhan sắc quyến rũ, gái một con trong mòn con mắt. Bảo Thi cho thấy sự tích cực trong việc giữ dáng để duy trì hình ảnh quyến rũ sau khi nhập hội bỉm sữa của Việt Nam chúng ta. Bộ trang phục với điểm nhấn là chiếc corset không chỉ giúp cho Bảo Thi tôn lên vóc dáng quyến rũ mà còn khiến cho cô nổi bật giữa đám đông. Với giọng ca Ngôi Nhà Hoa Hồng, concept này không chỉ được biết đến là phụ kiện giúp phái đẹp làm dáng, mà những chiếc áo concept này cách điệu còn được các chị em sử dụng một món trang phục cá tính và quyến rũ để phối đồ hơn. Trên sân khấu thì Bảo Thi cũng tiết lộ về thời kỳ bản thân tăng cân liên tục, thậm chí cô cũng đau đầu tìm cách lấy lại vóc dáng khi tăng đến 7kg. Cô thừa nhận là một người của công chúng nên rất là áp lực trong việc giữ vóc dáng của mình. Sau khi tìm hiểu thì giọng ca Ngôi Nhà Hoa Hồng cố gắng dành thời gian tập luyện thể dục nhiều hơn, áp dụng một số biện pháp làm đẹp cũng như là tuân thủ để chế độ dinh dưỡng phù hợp hơn. Dù không thường xuyên xuất hiện trong các công chúng, song Bảo Thi vẫn muốn chăm sóc tốt cơ thể và duy trì hình thể của mình thật là quyến rũ và nóng bỏng hơn. Ngoài ra thì Bảo Thi còn tâm sự cuộc đời của mình không bằng phẳng như mọi người vẫn nghĩ. Cô cũng trải qua nhiều thăng trầm mới có được cuộc sống viên mãn như hiện tại bây giờ. Từ khi lập gia đình thì Bảo Thi dành nhiều thời gian để chăm sóc cho tổ ấm của mình. Nữ ca sĩ hạn chế nhận show cũng như là nói không với việc biểu diễn tại các quán bar, club để ở bên cạnh con nhiều hơn. Thì trên trang cá nhân, Bảo Thi cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh gia đình cũng như là trải nghiệm làm mẹ bỉm sữa. Có thể thấy thì chủ nhân hít ngốc nghếch đang cố gắng cho cuộc sống bình yên bên ông xã đại gia của mình, con trai đầu lòng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Và đó là cái thông tin ngày 28 tháng 11 thì anh em có thể thấy gái một con mà. Cái gì cũng to hết trơn á. Anh em cẩn thận nha. Đồ đẹp thì luôn luôn là có gai đó. Anh em thấy hay không? Ý trời ơi. Và anh em đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment. Tạm biệt anh em.